ông Biden, thế giới sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm. Sáng ngày 24 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin thông báo trên sóng truyền hình trực tiếp rằng Nga sẽ mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, miền đông Ukraine. Dù khẳng định không hề có ý định chiếm đóng Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết xung đột giữa lực lượng hai quốc gia là không thể tránh khỏi. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản hồi tuyên bố của ông Putin trên trang mạng xã hội Facebook. Cả thế giới cầu nguyện cho người dân Ukraine vào tối nay khi họ phải gánh chịu cuộc tấn công vô cớ và phi lý của lực lượng quân đội Nga. Tổng thống Putin đã lựa chọn một cuộc chiến đã định trước để gây ra những mất mát thảm khốc về mạng người và mang lại đau thương, ông Biden viết. Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của cuộc xung đột này, đồng thời nói rằng Mỹ cùng các đồng minh sẽ cùng đưa ra động thái đáp trả hành động của Nga. Thế giới sẽ khiến Nga phải chịu trách nhiệm. Ông Biden cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine từ Nhà Trắng và cập nhật thông tin thường xuyên từ đội ngũ an ninh quốc gia của Mỹ. Ông cũng có kế hoạch họp mặt với đại diện từ các nước G7 về vấn đề này vào ngày mai. Ngày mai tôi sẽ gặp các đối tác G7 vào buổi sáng, sau đó tôi sẽ thông báo với người dân Mỹ về biện pháp tiếp theo mà Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ cùng áp đặt lên Nga vì hành động gây hấn không hề cần thiết này. Cuối cùng, ông Biden nói Mỹ sẽ phối hợp với NATO để đưa ra một phản ứng mạnh mẽ, đoàn kết, ngăn chặn bất kỳ sự gây hấn nào chống lại liên minh. Trở lại với những thông tin mới nhất liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, chúng tôi đã liên hệ với phóng viên Quang Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực châu Âu. Vâng, xin mời anh Quang Dũng. Vâng, như tất cả chúng ta đều biết thì cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo việc Nga chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mà theo như ông Putin thông báo thì đó là với mục đích đó là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Hiện tại thì đang là 5 giờ sáng giờ châu Âu nên các phản ứng chính thức từ các chính phủ châu Âu thì chưa có. Tuy nhiên thì rất nhiều quan chức, các cá nhân các quan chức châu Âu thì đã lên tiếng phát biểu phản ứng và đồng loạt chỉ trích hành động quân sự của Nga và cho rằng đây không chỉ là một hành động đi lại với luật pháp quốc tế mà còn đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân, binh lính Ukraine cũng như là binh lính Nga. Trong ngày hôm nay thì theo kế hoạch thì Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại Bruxelles để bàn về khủng hoảng Ukraine và chắc chắn là các hành động quân sự của Nga thì sẽ là trọng tâm để thảo luận và những phản ứng mà Liên minh châu Âu đưa ra có thể sẽ là việc gia tăng thêm gói trừng phạt vốn đã được đưa ra ngày hôm qua. Tuy nhiên thì các hành động, các cái biện pháp trừng phạt mạnh hơn thì sẽ được châu Âu đưa ra ngay lập tức trong ngày hôm nay. Trước đó thì cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu là ông Joseph Borrell cũng đã khẳng định rằng ngay lập tức khi mà Nga có các hành động quân sự tại Ukraine thì Liên minh châu Âu sẽ phản ứng. Và do tình hình căng thẳng tại Ukraine kéo dài trong nhiều ngày qua, đặc biệt là trong đêm ngày hôm qua, thì có rất nhiều lãnh đạo của Liên minh châu Âu cũng đã liên tiếp có các cái cuộc điện đàm tiếp xúc với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như là khẳng định là Liên minh châu Âu sẽ phản ứng một cách thống nhất đối với các hành động quân sự của Nga. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quang Dũng. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin cập nhật về tình hình Nga-Ukraine trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa kết thúc phiên họp khẩn cấp thứ hai về khủng hoảng Nga-Ukraine cách đây ít phút, dưới đề nghị của Ukraine do những diễn biến quân sự trên thực địa. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp phiên toàn thể về tình hình Ukraine với sự tham dự của gần 200 nước thành viên Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một thời điểm có thể nói là hết sức nguy hiểm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đây là lúc các bên cần phải kiềm chế và giảm bớt căng thẳng, không đẩy tình hình nguy hiểm đi quá xa, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, đối thoại nhằm tránh xảy ra chiến tranh. Ông Guterres đề nghị các bên cần dựa vào điều 33 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các xung đột tranh chấp một cách hòa bình. Đã đến lúc kiềm chế, lý trí và giảm leo thang căng thẳng. Không có chỗ cho những hành động và tuyên bố có thể đưa tình huống nguy hiểm này xuống vực thẳm. Đã đến lúc thiết lập một lệnh ngừng bắn và quay trở lại con đường đối thoại và đàm phán để cứu người dân Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến liên quan đến việc Nga công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine. Theo đó, ông nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập về chính trị của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Guterres cũng khẳng định Liên Hợp Quốc ủng hộ người dân Ukraine, nhất là trong bối cảnh có tới 2 triệu người Ukraine đang cần được hỗ trợ nhân đạo.
cảnh báo rằng nếu cuộc xung đột tiếp diễn và mở rộng hơn nữa thì hậu quả nhân đạo sẽ rất nặng nề trong nhiều năm tới. Quốc hội Ukraine sáng nay theo giờ Việt Nam đã thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga. Tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ ngày 24 tháng 2 và kéo dài trong vòng 30 ngày, ngoại trừ vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp từ năm 2014. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép mỗi khu vực của Ukraine sẽ có quyền lựa chọn các biện pháp an ninh phù hợp để áp dụng như hạn chế một số lượng phương tiện nhất định, tăng cường kiểm tra xe tham gia giao thông hay yêu cầu cung cấp giấy tờ. Ngoài ra, các sự kiện đông người cũng tạm thời bị cấm trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp. Riêng tại thủ đô Kiev, lực lượng an ninh sẽ kiểm tra gắt gao hơn ở các cửa ngõ chính vào thủ đô, nhà ga và sân bay. Biện pháp này được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Nga bắt đầu sơ tán nhân viên đại sứ quán nước này tại Kiev, trong khi Mỹ cảnh báo khả năng bùng nổ xung đột tại nước này. Trong lúc này, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã không thành công trong việc tìm kiếm các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Tôi đã đề xuất một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, kết quả là sự im lặng. Theo hãng tin Reuters, một số đoàn xe quân sự, trong đó có 9 xe tăng, từ hướng biên giới Nga được nhìn thấy di chuyển về phía Donetsk hôm 23 tháng 2. Sáng 24 tháng 2 giờ Việt Nam, tại nhiều thành phố lớn của Ukraine đã ghi nhận những tiếng nổ lớn. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Giới phân tích thị trường nhận định sự leo thang trong căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã tiếp sức cho thị trường dầu mỏ đang tăng do nguồn cung khan hiếm trước nhu cầu hồi phục sau đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent hiện đã đạt 99,5 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2014 do các nhà giao dịch cân nhắc khả năng nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm khi chạm mốc 96 đô la Mỹ một thùng trước khi kết thúc phiên ở mức 92,35 đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 20% và tăng hơn 80% kể từ đầu năm 2021. Trong bối cảnh nguồn cung cấp dầu và khí đốt dự phòng còn hạn chế trên toàn cầu, việc quan hệ Nga và Ukraine gia tăng căng thẳng đang gây sức ép lên thị trường dầu mỏ. Nếu đối đầu tiếp diễn thì có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô, khiến các nước chịu nhiều khó khăn do giá năng lượng leo thang. Các nhà phân tích dự báo, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine gây ra một số rủi ro cho thị trường dầu mỏ. Như chúng ta thấy, trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua, Nga đã liên tục gây áp lực với Liên minh châu Âu về vấn đề năng lượng, và chúng tôi đang quyết tâm dứt khỏi sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga. Ngày 22 tháng 2, Đức tuyên bố dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí dòng chảy Phương Bắc 2. Đường ống này có thể vận chuyển mỗi năm khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt từ Nga tới Đức, cung cấp khí đốt cho khoảng 26 triệu hộ gia đình. Việc tạm ngừng thực hiện phê chuẩn dự án này của Đức đã khiến giá khí đốt tăng tại châu Âu. Giá khí đốt giao dịch tại Hà Lan đã tăng tới 13% ngay trong ngày 22 tháng 2. Tôi cho rằng, giống với những gì Kiev vẫn thường biện luận, là đường ống dẫn khí Phương Bắc 2 không phải là một dự án kinh doanh, mà là một dự án mang tính chất địa chính trị, có ý nghĩa gạt Ukraine sang một bên và khiến thị trường châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng từ Nga. Điều quan trọng là cần tách thị trường năng lượng châu Âu khỏi nguồn cung từ Nga để tránh việc Nga sử dụng năng lượng như một đòn bẩy cho các mục tiêu địa chiến lược của mình. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế giới, cũng xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 12% kim ngạch thương mại toàn cầu. Hiện tại, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho châu Âu và nhu cầu về khí đốt của châu Âu vẫn đang tiếp tục tăng khi các dự án năng lượng xanh tỏ ra kém hiệu quả. Hiện tại, các nhà phân tích cho rằng Nga vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, và vì vậy, nước này khó có thể thực hiện hành động trả đũa. Tuy nhiên, hiện Nga đang chịu sức ép lớn với một loạt các lệnh trừng phạt chống lại các tổ chức tài chính Nga vừa được đưa ra. Rất có thể, dầu mỏ sẽ trở thành công cụ trong cuộc đối đầu còn dài sắp tới giữa Nga và phương Tây.